Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ học Fluency Term 1 của sách Family 6. Và bây giờ mình sẽ cùng xem hôm nay chúng ta sẽ học về cái gì. Saeed doing anything special this weekend? Hi Megan, we're going to the theme park. Why don't you and Ben come too? I'm not sure. Mum wants us to go shopping on Saturday. That's okay. We're going on Sunday. Can you come? I'd love to. I'll ask Ben. Great. See you on Sunday. Đây là mỗi cuộc hội thoại mô phỏng về việc mình rủ bạn bè của mình đi đâu hoặc là làm gì đó. Và mình sử dụng những cụm từ này để nói về tương lai, cái kế hoạch tương lai. Are you and Max doing anything special this weekend? Thì cuối tuần này bạn và Max có cái gì đặc biệt không á? Có làm gì đặc biệt không? Ở đây mình thấy người ta đang chia thì là hiện tại tiếp diễn. Thì cái phần này mình có giải thích ở lần trước ha. Hiện tại tiếp diễn chỉ kế hoạch ở tương lai. We are going to. Đây là thì tương lai gần. Cũng là biểu thị cái kế hoạch trong tương lai và nó sẽ sắp diễn ra cuối tuần này mà. Hoặc là why don't you and Ben come? Tại sao bạn không? Đó là một cái gợi ý. Hoặc là một cái cách để mình rủ. Ví dụ tại sao chúng ta không đi ăn sushi đó? Tại sao chúng ta không đi chơi một cái môn thể thao nào đó? I'd love to là tôi rất là thích. Hoặc là sorry I can't, xin lỗi tôi không thể. I'm not sure là tôi không có chắc. Đây là những cái cách đồng ý hoặc là từ chối. Tiếp theo mình sẽ cùng đọc 6 cái câu này để điền to hoặc false và những cái kế hoạch của những cái bạn này mọi người ha. Listening 29. Listen and write true or false. Hi Saeed, how are you? Hi Ben, I'm all right. Are you doing anything special this weekend? My parents want me to stay with Layla. Oh right, where are they going? They're going to the new art gallery in town. They want to see the sculptures there. Okay, so what are you doing with Layla? Well, in the morning, we're staying at home and doing some painting. We need to finish our school projects. Why don't you come round? Sorry, I can't. I'd love to if I was free, but Mum wants to take me shopping in the morning. What about later? Are you doing anything special in the afternoon? Well, if the weather is good, we'll go to the park. What do you think? That sounds good. Why don't you and Megan come too? I'd love to. What time are you going? At about 2 o'clock. All right. I'll ask Megan and we'll meet you there. I'll bring my new football. Great. And what are you doing after that? Are you going home? No. We're going to a cafe for pizza and chips. Do you want to come too? I'm not sure. I'll ask Mum. Okay. See you tomorrow. Ok, và sau đó mọi người sẽ làm phần speaking dựa trên cái thông tin và cái những cái cấu trúc đó. Tiếp theo thì mình sẽ make a diary for your plans this weekend. Là mình viết cái nhật ký cho cái kế hoạch của mình cuối tuần này. Đây, thì cái này đơn giản mọi người ha. Mọi người sẽ tự đọc dịch. Xong sau đó sẽ cùng thực hành nói với bạn bè về điều về cái nhật ký này. Rồi, bây giờ mình sẽ đọc bài đọc về Olympic Games. Là cái Olympics là cái thi đấu về thể thao mà rất là được chờ đón mọi người ha. Bây giờ mình sẽ cùng nghe xem cái lịch sử của Olympic nó như thế nào.
chậm một chút. Areas where it's difficult for machines to go. What about later? Why don't you and Rồi, không có luôn. Phần này không có phần nghe luôn mọi người. À... Phần này nó hơi dài thì mình sẽ dịch phần đầu thôi mọi người ha. The Olympic Games, the early games. The first Olympic Games were held at a place called Olympia in Greece in 776 BC. Tức là cái Olympic đầu tiên được tổ chức ở một nơi được gọi là Olympia ở Hy Lạp vào năm 776 trước công nguyên BC. At first, lúc đầu thì there was only one race, chỉ có một cuộc đua thôi. It was a 170-meter running race, cuộc thi chạy 170m, it's called state. In the race, local athletes, là những cái vận động viên ở địa phương, ran across a piece of ground and the whole event was finished in one morning. Và họ chạy trong vòng sân đó và nó chỉ diễn ra trong vòng một buổi sáng thôi. However, it was very popular. Tuy nhiên nó rất là phổ biến, thịnh hành, được nhiều người biết. The athletes spent weeks practicing and training for the event. Những cái vận động viên này thì họ đã dành cả nhiều tuần để luyện tập cho cái sự kiện. Soon more races and competitions were introduced. Sau đó thì nhiều cuộc thi hơn được giới thiệu và people began to travel from other countries to take part in them. Nhiều người ở những cái đất nước khác họ cũng đến và tham gia. Then in AD 393, là vào năm 393 sau công nguyên, the new Roman emperor decided to stop the games completely. Gradually, earthquakes and flooded buried the site of ancient festival. Tức là sau đó thì cái đế chế Roman này họ đã quyết định là ngừng cái Olympic này hoàn toàn, và dần dần thì do động đất và flood, là lũ lụt đó, nó đã chôn vùi cái địa điểm tổ chức này. Đó, thì mọi người sẽ đọc và dịch những cái phần sau để mình có thêm nhiều thông tin hơn ha. Rồi, tương tự như cái phần tiếp theo, một cái chuyện cũng là giống như một cái chuyện cổ tích vậy đó. Cũng cái ý nghĩa của nó cũng rất là hay, khi một người mà vẽ một cái bức tranh về bản thân mình. Thì mọi người hãy thử xem tại sao cái bức tranh này nó có ý nghĩa như thế nào mọi người ha. Thì mọi người sẽ đọc dịch cái phần này, vì nó cũng khá dài nên nếu mình đọc dịch thì nó sẽ mất nhiều thời gian lắm. Và mình sẽ đi qua phần bài 4 luôn mọi người nha, để cho nó tiết kiệm được thời gian hơn. Thì bây giờ mình sẽ cùng nghe Transport of the Future, tức là phương tiện giao thông ở trong tương lai. Listen and read. What do the children have to do in the competition? Hello everyone. Mr. Martin is from the Museum of Inventions. He'd like to talk to you about a competition for local clubs and schools. Hello. Our competition is about transport. We've been travelling in cars, helicopters, and planes for many years. But what will transport be like in the future? We want you to do a drawing of a future form of transport. How long have we got? You've got 2 weeks. What's the first prize? It's a ride in a hot air balloon. Wow! Fantastic!
better. How about a car that travels at 1,000 kilometres an hour? Or a motorbike that doesn't need petrol? Or a lorry that can travel on water? I'm not sure. Maybe we should look round the Museum of Inventions. Good idea, but we'll have to hurry. We've only got 2 weeks, and I really want to win that trip. Thì sẽ có một cái giải thưởng dành cho những bạn mà chúng ta nghĩ về được cái phương tiện giao thông ở trong tương lai là gì. Đó chính là một cái chuyến đi trên khinh khí cầu, Hot Air Balloon. Thì các bạn này đang suy nghĩ về cái phương tiện đó và mọi người sẽ cùng đọc, dịch. Và bây giờ mình sẽ nghe thêm từ vựng về một số cái phương tiện giao thông mọi người ha. Listening 33. Listen and repeat. Hot air balloon. Helicopter. Coach. Submarine. Yacht. Barge. Lorry. Motorbike. Tiếp theo mình sẽ cùng học về phrasal verbs, tiếp tục là ngữ động từ. Động từ look kết hợp với cái giới từ after, look after, có nghĩa là stay with someone and make sure they are safe. Mình ở chung với ai đó và mình đảm bảo rằng họ được an toàn. Ở đây có nghĩa là chăm sóc. Look after là chăm sóc mọi người ha. Look up là gì? To find a word in a book or on a computer to learn its meaning. Mình tìm một cái từ trong quyển sách hoặc là trên máy tính để mình học về cái nghĩa của nó. Ở đây có nghĩa là tra từ, giống như tra từ điển á. Look around là mình walk around a place looking at things, là mình đi xung quanh một cái chỗ nơi nào đó để mình nhìn ngắm mọi thứ, có nghĩa là đi dạo mọi người ha. Look forward to là to feel excited about something that is going to happen in the future, là mình cảm thấy rất là hào hứng về cái gì đó sẽ xảy ra ở trong tương lai. Ở đây là trông ngóng, mong đợi. Đó, thì đây là những cái phrasal verb với chữ look. Thì ngoài ra còn rất là nhiều phrasal verb khác. Không ai có thể biết được tất cả các phrasal verb. Chỉ là những cái nào mà nó thịnh hành thì mình sẽ học và nhớ thôi mọi người ha. Thì mình cứ cố gắng là học tới đâu mình hiểu và nhớ tới đó là được rồi. Rồi, bây giờ mọi người sẽ cùng nghe phần này và nghe luôn cái phần của Professor và Chip. Listening 34. Listen and repeat. Look after. Look up. Look round. Look forward to. Listening 35. Listen and read. Why can't the planes fly? News just in. There is a group of lions lying on the runway at a small airport in South Africa. Planes can't leave because the lions are in the way. The lions have been lying there since 9 a.m. But no one wants to move them. Passengers have been waiting for 5 hours. The manager of the airport says that it is too dangerous to move the lions. He thinks they are enjoying the sun and will move when the sun goes down. Until then, everyone must wait. Lý do tại sao máy bay không thể cất cánh được mọi người nha. Rồi, tiếp theo mình sẽ học về present perfect continuous, tức là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Với chữ for và chữ since nói về một cái gì đó đã xảy ra trong quá khứ và vẫn tiếp tục đang kéo dài. Thì mình ví dụ nè. Passengers have been waiting for 5 hours. Thì trong cái tình huống đó là hành khách đã đợi 5 tiếng rồi. Từ cái thời điểm nói đổi về trước 5 tiếng, hành khách đang chờ và vẫn tiếp tục chờ cho đến khi mà trời lạnh và những con sư tử này nó đi khỏi cái đường băng á. Thì ở đây là mình sử dụng cái thì này là để nhấn mạnh cái sự tiếp diễn liên tục của hành động mà không có bị gián đoạn.
mình có những cái từ để mô tả, ví dụ là all morning, all day, all week. Cả buổi sáng, cả ngày, cả tuần. We have been doing our homework all morning. Cả một buổi sáng chúng tôi làm cái bài tập về nhà. Thì ở đây khi người ta dùng thì này là để nhấn mạnh vào tính tiếp diễn liên tục của hành động nguyên một buổi sáng không làm gì khác chỉ làm bài tập về nhà. Hoặc là the lions have been lying there since 9 a.m. Những con sư tử nó đã nằm ở đó từ lúc 9 giờ. Từ lúc 9 giờ sáng là nằm liên tục cho đến cái thời điểm đó, thời điểm mình nói luôn. Thì mình sẽ chia thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Công thức của nó sẽ là have và has cộng với been cộng với verb in. Mọi người ha, không có khó. Rồi mình sẽ thực hành bằng phần 3, phần 4. Và bây giờ mình mới tới phần professor nãy mình bị lộn. Và cheap. Listening 36. Listen and read. What has Professor invented? You look tired. What have you been doing? I'm tired because I've been working on a new invention. I've been making a special car that cleans itself. Hey! What have you been doing? Why are you wet? Have you been swimming? No, I haven't. I'm wet because your special car has been spraying water at me. Trong phần bài này vẫn tiếp tục về thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Ở đây và mình sử dụng cái thì này là để nói về một cái gì đó nó đã xảy ra ở trong quá khứ. And has recently stopped. Và gần đây thì nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà there may be evidence for the activity. Nó vẫn có những cái bằng chứng cho những cái hoạt động đó. Tức là cái hậu quả của nó vẫn còn ở hiện tại. Ví dụ như là I am tired because I have been working on a new invention. Tôi đang mệt lắm bởi vì tôi đã làm việc cho, ý là tôi đã làm cái phát minh mới này. Thì hiện tại là professor đang mệt, chứ không phải là đang làm cái phát minh đó. Hiện tại là đã hoàn thành cái phát minh đó rồi. Tuy nhiên cái kết quả hiện tại, cái bằng chứng là ông ấy mệt. Thì người ta vẫn là giống như muốn nhấn mạnh vào cái sự liên tục tôi đã làm suốt như vậy đó và bây giờ tôi mệt. Hoặc là tôi bị ướt là bởi vì cái xe hơi đặc biệt của ông nó đã spray, là tưới nước vào tôi đó. Thì mình thấy trong cái bức tranh là cái tip đã bị tưới nước xong rồi. Khi mà cái việc tưới nước này đã dừng rồi thì professor mới hỏi tại sao bị ướt. Thì mới nói rằng cái cỗ máy, cái phát minh đó là cái xe hơi đó nó đã tưới cái nước vào mình. Thì mình thấy rằng cái hành động tưới nước đã dừng rồi. Tuy nhiên cái bằng chứng ngày hiện tại cho cái hành động đó vẫn còn. Đó chính là chip bị ướt vừa mới xong mọi người ha. Đó thì người ta muốn nhấn mạnh vào cái hành động đó cũng vừa mới kết thúc. Thì người ta chia cái thì hiện tại mình tiếp diễn. Rồi mọi người sẽ cùng làm phần 3 và phần 4 ha. Rồi transport around the world. Mình sẽ cùng nghe xem ở trên thế giới người ta sử dụng những cái loại phương tiện gì để di chuyển. Listening 37. Listen and read. Transport around the world. The environment is different all around the world. Some people live in places where there is lots of snow. Some people live in deserts. And some people live near the water. People in all these different places around the world have developed all kinds of transport to help them travel around the environment they live in. In desert areas, camels have traditionally been used as a form of transport. They are ideal for traveling across the desert because they can survive for a week or more without water. Also, their ears and noses can shut tightly to stop sand going into them, and their feet don't sink into the sand either. They are known as the ship of the desert because of their ability to carry heavy loads for long distances.
There isn't any other animal that could survive so long in the desert carrying heavy things. The city of Venice was built on a group of 118 islands. There are 150 canals and about 400 bridges which connect the islands. The only way to get around is on foot or on the water. There are no cars or trucks. The gondola is a traditional Venetian rowing boat, and for centuries, gondolas were the main form of transport. Today, they are still popular with tourists, but most local people travel by motorized water buses or private boats. These are faster than gondolas and carry more people. Large areas in Asia have thick forests that are difficult to explore on foot. For thousands of years, humans have used elephants to help them go into these places for farming and clearing land. Elephants walk on their toes, which means they can keep their balance even on wet mud. They are strong, so they can clear a path through plants and bushes. Today, people still use elephants to transport logs in areas where it's difficult for machines to go. Mọi người sẽ thử đọc dịch xem tại sao ở sa mạc người ta lại sử dụng con lạc đà mà không phải là con vật khác để mà vận chuyển hàng hóa hoặc di chuyển trên sa mạc. Và ở những cái nơi khác người ta sử dụng những cái loại phương tiện gì khác hoặc có lý do gì để sử dụng phương tiện đó thì mọi người cùng đọc dịch để biết, để có thêm thông tin. Rồi, tiếp theo rằng là mình sẽ nghe xem là Mr. John sẽ làm gì và điền đúng hay sai. Listening 38. Listen. What does Mr. Jones do? Good morning, children. This month's special guest to our school is a helicopter pilot. Children, please welcome Mr. Jones. It's nice to meet you all. When did you first become a pilot, Mr. Jones? Well, I started flying planes when I was 18. Then, after 2 years, I trained to become a helicopter pilot. What kind of jobs do you do? I help the police and the ambulance services. Why do you need a helicopter to help? Well, helicopters can get to most places quickly, so they can take people to hospital quickly too. Do you do other jobs as well? Yes, I take famous and important people to parties and meetings. I enjoy meeting them all. How interesting. Now, children, do you have any questions? Who's the most interesting famous person you've met? I once took an African prince to an important meeting in Scotland. He was a really interesting person. Jessica? What's the best bit about being a helicopter pilot? I love being in the sky so high. On a clear day, it's beautiful to look down at the earth. George? What's the worst bit? I sometimes have to get up at 5 o'clock in the morning. That's very early. Are there any more questions? Ben, did you want to ask? Tiếp theo mình sẽ qua Skills Time. Hot Air Balloon là về cái khinh khí cầu. Bây giờ mình sẽ cùng đọc qua những cái bước, bao gồm có 3 bước để mà mình gọi là hiểu được cái cách vận hành của cái khinh khí cầu. A process diagram. Khi mà mình viết về cái quy trình gì đó thì mình sẽ dùng là diagram, là giống như cái biểu đồ này để mô tả. Chúng ta sẽ viết một cái giới thiệu để mà giải thích rằng cái chủ đề này là gì. Đó chính là cái phần chữ màu đỏ ở trên, hot air balloons. People have been flying hot air balloons for over 200 years, but how do they work? Có người ta thì đã dùng bay trên khinh khí cầu được khoảng hơn 200 năm rồi, nhưng mà nó được vận hành ra sao? Rồi,
draw a diagram to show something that is explained in the text. Chúng ta phải vẽ những cái hình ảnh để mà thể hiện cho những cái gì mà chúng ta giải thích ở trong bài á. Use different diagrams to explain different things. Và chúng ta sử dụng những cái hình ảnh khác nhau để mà giải thích cho những cái điều khác nhau. Write labels on the diagram to show what things are called. Và chúng ta phải viết cái nhãn và phải viết cái tên đó, để cho mọi người biết rằng cái đó được gọi là cái phần nào á. Ví dụ phần nào là phần dù nè, phần nào là phần chỗ để mà khí ga, hoặc là chỗ nào là cái dây dù á. Và cuối cùng thì we use connectors so and however to explain more detail. Chúng ta sử dụng những từ nối như là so, vì vậy, however, tuy nhiên, để mà giải thích mọi thứ được chi tiết hơn. Thì phần này mọi người thử đọc để xem kinh khí cầu nó được vận hành như thế nào nha. Tiếp theo là mình sẽ cùng nghe cái bài hát We Have Been Traveling để kết thúc bài học ngày hôm nay. Listening 39. Listen and order the lines. Sing. Đến là kết thúc rồi. Mọi người có câu hỏi gì cứ để ở phần comment nha. Và hy vọng mọi người sẽ đăng ký kênh để nhận thêm nhiều cái thông tin hữu ích về việc học tiếng Anh hơn nữa. Và mình xin chào mọi người.